Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và đăng ký kênh Điện thoại giá rẻ 24 giờ. Hôm nay mình lại quay cho tất cả các bác một số dòng điện thoại giá cực kỳ là hợp lý, cực kỳ là rẻ luôn. Chắc chắn là không có chỗ nào rẻ hơn. Và thứ hai nữa là cam kết tất cả các điện thoại của tôi ở đây hoàn toàn là hàng chính hãng, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Chúng ta không phải đặt cọc, đúng những cái gì mà tôi quảng cáo để các bạn mua, còn không đúng thì đừng có mua. Thứ nhất là như vậy, thứ hai nữa thì tránh ảnh hưởng đến cửa hàng và đến các bạn nữa, mất uy tín. Đầu tiên thì một là do lỗi của tôi, ví dụ như là các bạn gọi mua máy này thì tôi lại gửi máy kia. Thứ hai là do nhân viên đóng hàng nhầm. Thứ ba nữa là do vận chuyển bị tráo đổi hàng. Tốt nhất các bạn đừng cọc cho bất cứ một ai. Các bạn nhận hàng đúng quảng cáo thì các bạn mua, còn không đúng đừng có mua anh em nhá. Đấy là những cái lời uy tín nhất của tôi. Còn tôi cam kết cho tất cả mọi người là được kiểm hàng trước khi thanh toán mà không phải đặt cọc. Trong khi đó cam kết hàng chính hãng. Đấy, nếu mà tôi mà làm mà lừa các bạn thì chắc chắn là các bạn phải đặt cọc, đúng không? Đấy, còn không phải đặt cọc thì tất nhiên là các bạn cứ yên tâm, kiểm tra đúng thì lấy mà không đúng thì thôi. Còn các bạn không lấy, các bạn đừng có đặt. Đặt thì tôi cũng chẳng mất gì, nhưng thực tế ra ấy, các bạn sẽ làm ảnh hưởng tất cả những người giao hàng thôi, làm khổ cho những người đó thôi. Không biết hàng mấy chục người để cầm cái túi hàng của các bạn. Đấy, giữ đến tay các bạn không lấy, quay lại về, nếu mà hỏng thì tôi không phải đền, trong khi người giao hàng phải đền. Thế các bạn có làm khổ cho người ta, lương 3-4 triệu trong khi đó người ta làm hỏng cái là mất cả tháng lương, đúng không? 30 ngày để làm việc đấy anh em ạ. Hôm nay mình sẽ quay cho tất cả các bác một cái con máy Samsung Galaxy A52 nhá. A52, con máy này là máy cũ thôi. Đấy, hơi bị xước rồi, hơi bị chảy xước một tí nhưng mà cực kỳ là chất. Đấy, máy người nguyên zin anh em nhá, máy nguyên zin. Đấy, nó chỉ xước nhẹ thế này thôi, phẩy phẩy thế thôi. Đấy, em sẽ quay cho tất cả các bác cực kỳ là nét luôn này. Đấy, con này là pin 5000, pin 4500 nhá. Pin 4500, màn hình là màn hình 6,5 inch. Đấy. Đây là máy cũ nhá, người ta đã dùng rồi. Dùng rồi nhá. Máy con này là cực kỳ là zin luôn, máy zin nhá. Máy zin này, rồi. À, cái màn hình nó nháy nháy này không phải đâu, chúng ta để vào gần đấy thì camera nó bị vậy thôi, chúng ta giảm cái độ sáng đi chắc chắn nó sẽ không bị nháy. Nháy màn hình không phải là do cái màn hình này nó nháy mà do camera nó nháy. Các bạn không tin các bạn cứ bật camera các bạn quay vào tivi xem, cái màn hình tivi của các bạn sẽ nháy nhá. Nói chung là hơi nói nhiều một tí, tuy nhiên thì nói những người hiểu và những người không hiểu. Có một số bạn thì chắc chắn là quá hiểu cái vấn đề này, còn một số bạn chắc chắn là chưa hiểu đâu. Thông tin của pin này. Đấy, 4500 nhá. 4500, con này là RAM 8 128 GB. Chúng ta sẽ kiểm tra tất cả các cái thông tin của nó xem nó có đúng cái thực tế cái máy này nó như thế nào hay không. RAM 8 này, 128 GB này. Đấy. À, chúng ta kiểm tra xem là máy này nó phải là máy công ty hay là máy tàu hay là máy nhái gì không nhá. Đây. Đấy, mình sẽ kiểm tra cho tất cả các bạn như thế này. Khi mà nếu các bạn cần yêu cầu mình chụp email và tất cả các thứ ở đây cho các bạn thì mình sẽ chụp cho các bạn, trong khi các bạn cũng đi kiểm tra như mình, nó giống cái số seri ở đây. Đấy, số email, số seri ở đây thì các bạn nhận máy, còn không đúng thì các bạn đừng có nhận máy anh em nhá. Ở đây là máy cũ nhá. Máy cũ thì mình bán cho tất cả các bác là 4.550.000, 4.550.000 nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra camera nó xem nào. Các bạn bảo đắt là đúng là đắt, các bạn nói là rẻ thì chắc chắn nó sẽ rẻ thôi, chẳng qua là hàng nào thì nó có chất lượng hàng đấy anh em ạ nhá. Màn hình các kiểu cam kết thì khỏi bàn luôn, nói về camera con này thì không phải bàn nhá các bác nhá. Anh em có thể là gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo để nắm thêm những cái thông tin chi tiết về từng con máy. Đây đây, nét chưa, cực kỳ là nét đúng không? Còn nét hơn cả cái máy quay. Ở đây qua hai cái máy quay rồi, đúng thực tế cả. Thực tế mà các bạn khắc tự cầm máy ở đây mà quay thì cực kỳ là nét. Đây. Đây là tôi đây. Qua không biết là bao nhiêu hình ảnh rồi. Qua không biết là bao nhiêu cái video rồi. Bao nhiêu cái cam rồi mà vẫn nét như thế này thì cực kỳ là nét luôn. Đấy. Bán 4.550.000. Các bạn bảo là đắt á. Không có đắt đâu anh em nhá. Nó chỉ có xước phẩy một tí thôi. Đấy, con này là cực kỳ là đẹp luôn này, máy cũ thôi nhá. Theo tôi nghĩ là cái hình thức của con máy này, nói với cái tầm phần trăm của nó thì được khoảng độ là, nói về vỏ ngoài thì được khoảng độ 85%. Đấy, 85% nhá, máy cũ nhá, máy trước rồi nhá. Nhưng mà màn zin, tất cả đều zin hết nhá, tất cả đều zin. Tất cả đều zin. Đấy. Ok luôn.
4.550.000 bao ship cho tất cả mọi người con máy này. Đấy, mình sẽ chụp cho tất cả các bác cái email và khe sim đấy để cho anh em kiểm tra. Con này là hỗ trợ sạc nhanh nhá, nếu các bạn muốn biết sạc nhanh hay không ấy, để mình cắm sạc cho các bạn xem này. Hỗ trợ sạc nhanh và con này màn hình là 6,7 inch chứ không phải là 6,5 inch nhá anh em nhá. Con này là màn hình là 6,7 inch. Android là 13 chấm, anh em để ý này. Phiện sáng quá để xa nó một tí nó đỡ nháy nhỉ, giảm đi. Đấy. Phiên bản là 13 chấm anh em nhá, đây này. Đấy, Android 13 chấm. Camera thì khỏi bàn, camera con này là 64 chấm nhá, 64 chấm cam ấy. Cực kỳ là nét. Đúng không? Đấy. Anh em nào mà muốn mua này thì gọi trực tiếp ở cái số điện thoại này để là mình giới thiệu cho các bạn và tư vấn cho các bạn. Mắt của nó thì là mắt có 3 con mắt, 4 con mắt, 5 con mắt. Đấy, 4 mắt thôi nhá anh em nhá. Và tiếp theo nữa ở đây ấy, cái căn máy này hiện tại là chưa có ốp nhá, chỉ có bán máy trần cho tất cả như vậy thôi. Đấy, chưa có ốp. Mình bán cho tất cả anh em là có kèm sạc, tai nghe nhưng mà không có ốp. Mình chưa tìm được ốp ấy anh em ạ. Bạn nào lấy thì có thể là chốt được thì chốt, mà không chốt được thì chắc để dùng thôi. Cực kỳ là đẹp. Và giới thiệu cho tất cả mọi người một cái con Vivo i17 nhá. Vivo i17. i17 này thì con này là pin 5000 nhưng mà không hỗ trợ sạc nhanh. Đấy, pin 5000 không hỗ trợ sạc nhanh nhá. Cực kỳ là dày luôn. Đàn ông chúng ta dùng là cực kỳ là tốt, máy không có một vết xước nhá. Nếu các bạn kiểm tra có vết xước nào thì trả lại tôi. i17. Đấy, bán cho tất cả mọi người. Cực kỳ là ok, pin con này pin 5000, con này là không hỗ trợ 5G. À, con này là chạy 4G nhưng mà hỗ trợ 5G nhá. Con này là RAM 8 256GB cơ, bán cho tất cả các bác có 2 250 000. Màn hình 6,35 inch. Màn hình 6,35 inch. Kèm ốp sạc tai nghe đầy đủ nha. Con này là dán cường lực hết rồi cho tất cả mọi người rồi. Đấy. Còn các bạn bảo là sợ tránh bị lừa các thứ thì các bạn xem cái Zalo và hình ảnh của tôi nó giống cái Zalo của tôi không. Mà tôi bán ở đây bán hàng mấy chục con, hàng trăm con một ngày thì cần gì bạn cần gì phải lừa các bạn làm gì, đúng không? Kiếm những cái đồng tiền ở đây đâu có phải đơn giản đâu anh em ạ. Tôi cũng kiếm bằng đồng tiền nhưng các bạn cũng bỏ đồng tiền nha để mua những cái máy hoặc là những cái sản phẩm của chúng ta ấy, thì chúng nó phải đúng, phải không? Đây. Đấy, đây là Zalo của tôi và trong khi đó đây cũng là hình ảnh của tôi nhá. Đấy. Đúng người thì các bạn nhận, đúng số thì các bạn nhắn tin. Chứ các bạn bấm nhầm tin nhắn hay bấm nhầm số thì là không có đâu. Là không đúng, trong cái nhắn tin nọ kia là tránh cái trường hợp là lại bị lừa đấy các bạn ạ nhá. Đấy, các bạn cứ thấy hình ảnh của tôi và tôi ở đây là ok. Đấy, ví dụ như hôm nay sáng nay đến chiều bây giờ là 3:23 đúng không? Đấy, đây này, đây là 15:23. Cực kỳ là khó nhìn nha. Đây 15:23 này. Đấy, giao thành công hiện tại là 8 đơn này, các bạn thấy không? Lại có người gọi tắt tạm đó nhá. Đấy, trong khi đó là đây còn 18 đơn ở trong kho nữa này, tồn ở đây. Vậy thì chúng ta một ngày từ sáng đến giờ đã đi 18 đơn cộng với 8 đơn này là 26 đơn, còn tất cả những cái đơn đang check ở đây còn chưa nói này nhá. Cái đơn này là những người giao hàng đang cầm rồi đấy. Đấy, còn những cái đơn này thành công. Đấy, nói từng ngày thôi nhá, hôm nay nhá. Đấy, các bạn biết là tôi bán ở đây là giao hàng tiết kiệm, là đây là cái ứng dụng để giao hàng chứ không thể nói dối được, lừa các bạn được. Đây, đúng không? Có từng ngày từng giờ nên một mình tôi bán để một mình tôi để tôi nói cho tất cả mọi người tin tôi là chắc chắn là hơi khó, nhưng mà thực tế ra có cái gì thì mình phải nói cái đấy cho nó bằng thật thôi. Đấy, được hai con đúng không? Hôm nay nói cho tất cả các bác là hai con này đã. Còn rất là nhiều con máy mà giá nó cực kỳ là rẻ. Ví dụ như con A3S ở đây. Đấy, giá có 1.450.000 thôi, 1.450.000, trong khi đó là RAM 6 128GB.
Con này là 256GB, fix lên 500GB, trong khi đó bán 1.950.000 là con máy Oppo F9 nhá. Oppo F9 ở đây cực kỳ là đẹp đây. Đấy, chúng ta không phải bàn về những cái chất lượng, trong khi đó mình đã bảo cho tất cả mọi người là những cái gì có thực tế thì mình bán thực tế, còn không có thì bảo không có. Ở của mình ở đây toàn hàng đặt hết anh em ạ nhá. Đấy. Đây Oppo A54 pin cũng 5.000, trong khi bán cho tất cả mọi người này phiên bản Android 10 này. Đấy, RAM 6 128GB bán cho tất cả các bác có 2.500.000. Không có một vết xước nhá, không có một vết xước nào, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Xước chỗ nào các bạn bảo tôi, trả lại đừng có nhận máy. Quá là đẹp đúng không ạ? Mình chỉ giới thiệu qua một tí tí thôi, còn để mà nắm thêm một số cái thông tin ấy thì các bạn là kết bạn Zalo. Đấy, còn A57 ấy, rất là nhiều người hỏi mua A57. Nó chả đắt đâu, nó có 2 triệu mấy thôi. Nhưng mà đợt này không có các bác nhá. Còn ngày mai anh em đăng ký kênh để chờ tiếp, ngày mai là có tiếp những cái con máy iPhone các thứ đấy. Đấy, giá thì có từng từng con thôi anh em ạ. Kể cả các bạn mua cái con máy của tôi ở đây. Đấy, kể cả các bạn mua con máy ở đây, các bạn nghĩ là nó đắt, thực tế là nó đắt thật, nhưng mà các bạn phải biết cái chất lượng của nó là như thế nào. Đấy. Tuy nó là máy cũ nhưng mà nó dùng rất là bền. Đấy, màn AMOLED nhá. A53 bán 2.450.000, không một vết xước, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Đúng những cái gì mà tôi quảng cáo để các bạn mua, còn không đúng đừng có nhận máy. Không phải đặt cọc, bán hàng cho các bạn là uy tín nhất ở đây. Đấy, mình bán hàng trăm con, hàng nghìn con, chứ không phải bán một con như họ để đi sau đó bắt đặt cọc nọ cọc kia, đúng không? A56 con này thì cực kỳ là chạy luôn, 2.750.000 đấy. A56 2.750.000 bao ship. Đây này các bạn nhìn thấy đẹp không? Quá đẹp, không có một vết xước nha. Xước móc méo vỡ nứt trả lại đừng có nhận. Đấy, đúng cái gì tôi quảng cáo thì các bạn nhận, còn không đúng thì thôi. Đó gọi là zin toàn tập anh em ạ, zin toàn tập nhá. Đẹp không? Tầm này thì các bạn còn nghĩ gì và bàn gì nữa đúng không? Thôi thì thời gian nó cũng khá là dài, tôi cũng phải tắt máy và tôi để làm cái video khác. Còn các bạn chờ thì chờ rất là lâu. Các bạn đừng quên đăng ký kênh. Nếu hôm nay những cái con máy các bạn không ưng thì các bạn đăng ký kênh. Có rất là nhiều dòng máy Samsung, Oppo, Vivo, Redmi, iPhone. Có rất là nhiều. Nhưng mà thực tế ra thì mỗi ngày mỗi lô chỉ nhập được những một từng dòng thôi. Anh em cứ đăng ký kênh, con này không ưng thì chúng ta sẽ đợi con khác nha. Đấy. A77 này. A77 thì hiện tại là có hai màu. Con này hỗ trợ 5G nhá, pin 5.000, màn hình 6,56 inch. Màn hình 6,56 inch. Ở đây các bạn nhìn thế thôi, các bạn bóc cái lớp giấy bóng này đi. Đấy, bóc cái lớp giấy bóng này đi thì nó sẽ màn hình camera nó sẽ nét nhá. Con này là 256GB nhá, 3.050.000. Các bạn đi đâu mua được cái giá này? Đúng không? Chắc chắn là khó. Một cái máy của tôi kiếm có 200.000 thì cũng đã khó rồi, còn các bạn đi mua ở cửa hàng thì kiểu gì nó sẽ khác ngay. Oppo F7 nhá, con này 4G, con này 256GB à? Không phải đâu, con này cũng nọ dán nhầm rồi. Kiểm tra thông tin ấy. Mình ấy thì mình đi tìm những cái con máy mà con này là RAM Android 8.1 này, RAM 6 128 chứ nhá. Con này dán nhầm nha, 2 SIM 2 sóng hết. Không một vết xước. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Anh em kết bạn Zalo gọi trực tiếp để được tư vấn thêm. Cảm ơn mọi người. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Các bác đăng ký kênh để chờ những con máy khác anh em nha. Còn có iPhone, Samsung, có nhiều loại lắm.